Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ năm 2019 sẽ không phải là con số 0. Số 0 từng là kết quả đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ năm 2017 tại Hà Nội vào năm 2018 tại Washington. Năm 2019, đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt thường niên một lần nữa lại được tổ chức tại thủ phủ của chính thể độc đảng. Vào khoảng trung tuần tháng 5, một phái đoàn của vụ Dân chủ, Lao động và Nhân quyền thuộc Bộ Lao động, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ tham vấn ý kiến giới hoạt động xã hội dân sự ở Việt Nam trước khi bước vào cuộc đối thoại đó. Số 0 trơn tuột. 2 năm trước, sau khi cuộc đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt kết thúc, phái đoàn của bà Virginia Bennett, trợ lý Bộ Ngoại giao về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, đã vào Sài Gòn và gặp gỡ một số nhân vật bất đồng chính kiến Việt Nam, nhà riêng của Tổng lãnh sự quán Mỹ, Marie Tanaka. Hào hứng và hy vọng, Virginia Bennett đã thông báo với thành viên xã hội dân sự Việt Nam về kết quả đáng khích lệ của cuộc đàm phán nhân quyền vừa diễn ra vào đúng lúc một khách mời chủ chốt của cuộc gặp này là bác sĩ Nguyễn Đan Quế, người sáng lập phong trào đấu tranh dân chủ cao trào nhân bản, từng phải nằm tù cộng sản đến 20 năm, đã bị 20 công an thô bạo vây kín nhà để ông không thể đến gặp phái đoàn của bà Virginia Bennett. Khi đó, dù Virginia Bennett là một chính khách mới trong chính quyền của Donald Trump và có lẽ chưa có mấy kinh nghiệm về các thủ thuật chả treo nhân quyền của giới lãnh đạo Việt Nam, sự thật là cái kết của bà Bennett nhận được bằng những lời hứa hẹn chung chung và xảo ngôn của trưởng đoàn đối thoại nhân quyền Việt Nam, một quan chức chỉ ở cấp vụ trưởng Bộ Ngoại giao và năm nào cũng có nhiệm vụ thông báo những lời hứa hẹn không hề được bảo chứng. Như thế là sau cuộc đối thoại này đã không có gì được cải thiện. Thậm chí sau khi Thủ tướng Clever Nguyễn Xuân Phúc kết thúc cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump ở Mỹ vào tháng 5 năm 2017 mà đã không nhận được tín hiệu nào về Hiệp định Thương mại song phương Việt-Mỹ, thậm chí còn bị Trump đòi nợ về tình trạng nhập siêu quá nhiều của Mỹ đối với Việt Nam, trong lúc Trump lại gần như không quan tâm gì đến vấn đề nhân quyền, giới cầm quyền Việt Nam đã bắt bớ đến gần 30 nhà hoạt động nhân quyền chỉ riêng trong năm 2017, đồng thời đưa ra xử tù cực kỳ nặng nề đối với họ. Trong số những người bất đồng chính kiến bị công an Việt Nam bắt vào năm 2017 và 2018, có cả cái tên Nguyễn Bắc Chuyển, một nhà hoạt động tranh đấu cho quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam và đã có mặt tại nhà riêng của bà Marie Tonauska vào buổi tối gặp mặt phái đoàn đối thoại nhân quyền của Hoa Kỳ cho tới nay. Chuyển vẫn phải nằm tù với mức án đến 11 năm. Virginia dường như đã không có được một chút may mắn như những người tiền nhiệm là Daniel Baer và Tom Malinowski. Nếu thấy mốc thời điểm năm 2013 để đánh dấu về việc lần đầu tiên chính thể Việt Nam tiếp cận gần hơn bao giờ hết với TPP, Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương, và đặc biệt cần đến hiệp định này như một cứu vãn về nền kinh tế bắt đầu chìm ngập trong suy thoái và nền ngân sách bắt đầu lao vào hội chứng hộc ruỗng. Những cuộc trao đổi của chính phủ Mỹ dưới thời của Tổng thống Barack Obama và được cụ thể hóa bằng đoàn đối thoại nhân quyền của Daniel Baer và sau đó là của Tom Malinowski dẫn đầu đã khiến cho nhà cầm quyền Việt Nam phải trả tự do khá nhiều tù nhân lương tâm trong 2 năm 2013 và 2014, như sinh viên Nguyễn Phương Uyên, Đỗ Thị Minh Hạnh, Cù Huy Hà Vũ và cả điếu cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, tổng cộng có khoảng 12 người. Như Virginia Bennett đến Hà Nội vào một thời điểm buồn bã và u ám chỉ vài tháng sau khi nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ, Trump đã làm chết đứng giới chơi bùi Việt Nam bằng tuyên bố Mỹ rút khỏi hiệp định TPP, mang lại hệ quả lớn lao rằng Việt Nam sẽ không còn là quốc gia được hưởng lợi nhiều nhất trong hiệp định này. Không bao lâu sau đó, tư tưởng
Ăn không được thì đạp đổ đã biến cho chính quyền Việt Nam trở nên bản năng một sinh vật hung hãn và xảo tiện. Trút lên giới đấu tranh dân chủ, nhân quyền ở đất nước này mối thù vặt và công cuộc trả thù điên dại. Trước tình trạng chính quyền Việt Nam gia tăng đàn áp người bất đồng, có vẻ phía Mỹ đã phải tạm ngưng đàm phán nhân quyền, dù cơ chế đối thoại nhân quyền giữa Mỹ và Việt Nam được duy trì 2 lần mỗi năm. Vào cuối năm 2017, đã không có đối thoại nhân quyền Việt Mỹ nào diễn ra, cho dù giữa năm đó đã đánh dấu một mốc thời điểm quan trọng về hậu quả đu dây té lộn của chính thể Việt Nam. Tháng 7 năm 2017, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo cấp tốc sang Washington cầu viện. Bởi ngay trước đó, bạn vàng Bắc Kinh đã dùng đến vài trăm tàu hải cảnh vây bọc khu vực bãi Tư Chính và mỏ dầu khí Cá Rồng Đỏ, một liên doanh giữa Việt Nam và hãng dầu khí Repsol của Tây Ban Nha, khiến chính thể Việt Nam mất ăn dầu khí ngay trên vùng biển chủ quyền không thể tranh cãi của mình. Tuy nhiên, lý do ngả ngớn về Mỹ một chút như trên chỉ là dầu khí chứ không phải là nhân quyền. Hơn nữa, Donald Trump cũng nổi bật không phải là một tổng thống có mối quan tâm đặc biệt đến quyền con người trên thế giới. Mỹ đang nắm đằng chuôi về quân sự và về cả nhân quyền nếu muốn. Sang năm 2018, tình hình vẫn chưa thể khả quan hơn. Cuộc đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt thường niên vẫn diễn ra tại Washington nhưng có vẻ bế tắc. Mặc dù khi đó đã nhận được tín hiệu cho qua cầu của Liên minh châu Âu EU về EFTA, Hiệp định Thương mại Tự do châu Âu Việt Nam, chính quyền Việt Nam vẫn chỉ thả nhỏ giọt vài tù nhân bất đồng chính kiến như luật sư Nguyễn Văn Đài và blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Còn vào đối thoại nhân quyền năm 2019, một lần nữa người Mỹ có vẻ rút kinh nghiệm sâu sắc và tỏ ra cứng rắn trước thái độ trơn tuột của những quan chức Việt mặt mũi bóng nhảy và bụng đầy mỡ. Sau nhiều năm quần quật nếm trải với Việt Nam về nhân quyền, rốt cuộc có vẻ Hoa Kỳ đã rút ra được một bài học đắt giá. Đặc tính của chính quyền Việt Nam là luôn dùng tù nhân lương tâm để mặc cả và hiệp định kinh tế thương mại và viện trợ, nhưng khi đạt đích của mình thì chính quyền Việt Nam lập tức trở mặt và bắt bớ người hoạt động nhân quyền. Nếu không ở vào thế cùng quẫn về kinh tế và ngân sách, nếu không bị chế tài về lợi ích cá nhân, bản chất sẵn sàng vi phạm nhân quyền của chế độ toàn trị và giới chóp bu của Cộng sản Việt Nam sẽ không bao giờ thay đổi. Khác hẳn với bối cảnh của TPP không có Mỹ vào năm 2017, giờ đây Hoa Kỳ đã phần nào lấy lại ưu thế của nó bằng một sự kiện đặc biệt mà nhiều khả năng sẽ diễn ra tiếp theo cú ngã vỡ mặt vào năm 2017 trước Trung Quốc và sau những chuyến con thoi qua lại lẫn nhau của Bộ trưởng Quốc phòng nước Việt Mỹ. Chính Nguyễn Phú Trọng sẽ công du theo lời mời chính thức của Donald Trump đến Washington, nơi mà ông ta sẽ lần đầu tiên được đón tiếp một cách không phải ngoại lệ hay đặc cách với vai trò là nguyên thủ quốc gia, chứ không còn bị coi là tổng bí thư của một đảng cộng sản mà thậm chí ngay tại Việt Nam còn bị xem là hoạt động bất hợp pháp. Cho tới nay vẫn chẳng có một bộ luật nào luật hóa hoạt động của đảng này. Đó sẽ là một cuộc gặp mà Bắc Kinh chẳng thích thú gì mà chắc chắn sẽ tìm cách phá đám. Khi Trọng và Trump không nghi ngờ gì nữa sẽ bàn nhiều đến vấn đề tiêu điểm là hợp tác quốc phòng Mỹ-Việt và còn có thể dẫn tới một hình thức gần giống như là hiệp ước tương trợ quốc phòng mà Mỹ đã ký với Philippines trước khi dẫn tới tương lai lớn hơn hẳn là quan hệ đối tác chiến lược Mỹ-Việt. Sau quân sự sẽ là kinh tế, thương mại hai chiều và đang mang lại cho Việt Nam giá trị xuất siêu 35 tỷ đô la một năm và còn nhiều triển vọng khác nữa. Với điều kiện từ nay đến đó Nguyễn Phú Trọng kịp phục hồi sức khỏe khỏi cơn tai biến mang tên Kiên Giang ngày 14 tháng 4 mà đã suýt bắt ông ta phải nằm liệt giường. Trong thời gian Trọng phải chịu biến cố trên, cấp dưới trực tiếp của ông ta là Phó Tổng Bí thư Đảng Trần Quốc Vượng đã thay Trọng tiếp đoàn Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ dẫn đầu bởi Thượng nghị sĩ Patrick Leahy thăm Việt Nam, một trong những động tác làm tiền đề cho cuộc gặp Trump và Nguyễn Phú Trọng sắp tới. Các thượng nghị sĩ trên đã có các cuộc gặp đối với một số chóp bu của Đảng, chính phủ
và Quốc hội Việt Nam đã đề cập đến một số trường hợp tù nhân lương tâm, bao gồm danh sách 7 tù nhân lương tâm. Đại sứ quán Mỹ chuẩn bị, điển hình là trường hợp của tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, người đang phải chịu án 16 năm tù với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân trong một phiên tòa vào năm 2010. Trường hợp của công dân Mỹ gốc Việt Michael Phương Minh Nguyễn, người đang bị giam giữ tại Việt Nam để điều tra cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, cũng được đưa ra trong chuyến thăm đó. Ngay sau khi Hoa Kỳ, Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ là Ken, một trong số thành viên của đảng của đoàn Thượng nghị sĩ đã nói, chúng ta, Hoa Kỳ, phải đưa ra vấn đề nhân quyền và cải thiện nhân quyền là một cột trụ trong quan hệ giữa hai nước. Tôi rất mừng khi thấy quan hệ hai nước đã có những điểm mạnh. Hoa Kỳ đang cố gắng để giải quyết các vấn đề về di sản của chiến tranh. Chúng ta đã làm đúng và chúng ta có quyền đòi hỏi chiều ngược lại, và điều mà chúng ta đòi hỏi đổi lại đó là nhân quyền. Nếu cuộc gặp trầm trọng diễn ra vào mùa hè năm 2019, đó có thể là một phiên bản của quá khứ khi đã diễn ra cuộc gặp của Obama và Trương Tấn Sang vào tháng 7 năm 2013. Và lúc đó Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước, sang Mỹ điều đình cho hiệp định TPP. Để khoảng 3 tuần sau đó thì một tòa án ở Long An đã phải trả tự do ngay cho sinh viên bất đồng chính kiến Nguyễn Phương Uyên, dù trước đó đã xử án sơ thẩm cô đến 6 năm tù. Cuộc đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt năm 2019 cũng bởi thế có thể sẽ mang một sắc thái khác hơn và hy vọng hơn với con số không tròn chính 2 năm về trước. Bây giờ là vấn đề Trần Huỳnh Duy Thức và những tù nhân lương tâm khác, sự thay đổi về số phận con người và quyền con người này có thể hiện ra trước khi Nguyễn Phú Trọng đặt chân đến Washington. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn dành cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin hãy bấm vào nút đăng ký có chữ màu đỏ và bấm vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký đó để nhận được những thông báo nhanh nhất, mới nhất về các chương trình chúng tôi sẽ phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.